Xin chào tất cả mọi người nha. Thì lại là cái bản mặt của em đây. Thì hôm rồi em có một chuyến đi Đắk Nông đó mọi người. Đi trải nghiệm đã 7 ngày đó xong rồi, đi về. Thì nói chung là thành quả thì cũng không có được nhiều cho lắm. Thất bại có, gặp ông cũng có. Ổ to thì cũng đã thấy rồi, nhưng mà nó chưa được nhiều mặt tại vì nó còn phấn nhiều quá. Thì hôm nay em về nhà, em lên trên căn cứ này mọi người. Em đi bắt ong, em thấy con ổ nó nằm trên này nè. Bây giờ em leo lên em bắt cho cả nhà xem nha. Úi cha, mắc mèo cả nhà ơi. Cuộc đời em đi rừng này em ngán nhất là mắc mèo. Còn mà thời đi học là cô giáo ám ảnh nhất. Khói tới rồi đó nhưng mà nó vẫn không sợ cả nhà ơi. Cái cây này cao quá cho nên giò nó rung cập cập luôn. Đà nó đẻ bụp bụp luôn cả nhà. Chùa cái cây này nó to. Ông nó không sợ khói ta. Cây này nó bị cháy nó dài. Còn ra luôn đi. Phần nó ra còn phần mình giọt. Từ từ té chết. Không có giỡn đâu. Ây da, theo ra cánh cả nhà ơi. Ui, cục mật đầu tiên này mọi người, nụ không? Đó. Phấn thì không có rồi, có một miếng xíu à. Rồi bây giờ em xuống chắc vô vỏ đi tiếp cả nhà ơi. Từ lúc sáng tới bây giờ cả nhà thì em bắt được cái ổ này nè đó, với em gặp một hai ổ gì gắt tàn, em lấy được miếng mật này. Cũng cỡ gần cả sĩ đó cả nhà, cũng nhiều mật lắm. Tới bây giờ là trưa luôn rồi, giờ em mới thấy được một ổ này mọi người ơi. Nằm trên chích đá kia kìa. Cái lùng này đẹp vậy mà em nói là không có ong nữa thì thôi chứ. Thì tới đây cũng thấy được một ổ nằm trên chích đá kia kìa.
này, tổ ong già. Đi đi Bình Phước cho đã, xong rồi giờ về leo đồi ở mình á, leo đừ luôn. Leo ngứa luôn cả nhà. À, giờ ở trên Đắk Nông á là nó kiểu đồi nó cũng có nhưng mà nó chiền chiền á. Còn đồi ở nhà mình nó dữ hơn cả nhà. Đồi ở nhà mình là đồi thứ dữ không. Giờ làm sao để lấy nó xuống ta? Leo lên thì cũng không được. Cái cục đá này nó cao vậy sao lên? Để kiếm thế ra cả nhà, kiếm thế để em quay cho cả nhà xem. Đây rồi cả nhà, chơi cái bài lên đồi luôn. Ấy, lên đỉnh luôn. Cái nóc nó đó. Mày luôn tao chơi cái kiểu khác chứ mày. Ồ. Đó. Này có vẻ có lý hơn, dễ hơn xíu thôi. Nhưng mà khả năng tuột xuống đó là giờ nằm sấp luôn đó nha. Ý là ở dưới lấy cũng được nhưng mà nó sẽ bể cái cục mạch. Còn bây giờ mình nằm xuống mình lấy là nó sẽ hạn chế hơn. Kéo này nó bữa nay nó không thích bắt ong Bình Thuận à. Ok rồi cả nhà ơi, lên được rồi. Một giò là móc vô cái khe này nè. Còn không là nó tụt xuống đó là ăn mắm luôn á. Rồi, được một tổ ong. Quá vít. Ong ở nhà thì mật rất là đẹp. Nhưng mà mỗi tội là kiếm hơi bị chua cả nhà. Treo lại đây cho nó này, nếu mà nó lên nó đu là xỉ đó. Thôi được một xỉ, ngon lành. Quá wow, cô. Cái đồi này nó quá đẹp vậy mà nó không có ong nữa thôi chứ. À, tới cái lùm này em thấy vậy mà nó không có nữa thôi em. Đi ra luôn đó cả nhà ơi. Thế vậy mà không có ong nữa thôi chứ. Một tổ ngon lành, dắt vô đi tiếp thôi cả nhà. Ở trên cái nóc lùm này có một ổ nhỏ nè mọi người. Hồi nãy ở bên kia kìa có một tổ nhỏ nữa nhưng mà cũng bằng cái tổ này á, nhưng mà nó đóng trên cái cây gòn gai cho nên em không có bắt. Bây giờ cái cây này nó nằm trên lùm lên là lùm luôn cả nhà. Bây giờ này ok
cái lùm này hình như là lúc trước cũng có anh em nào bắt rồi nè, à, thấy dấu cắt le nè, thấy không? Bây giờ mình lên mình bắt tổ nhỏ thôi, ổng bắt tổ bự, bây giờ mình bắt tổ nhỏ vậy thôi. Leo lên rất là sợ luôn đó. Dưới đây đồng lum đây. Tổ tơ nhỏ bỏ vỏ, mật thì ngon lắm cả nhà. Rồi tiếp tục đi thôi cả nhà ơi. Cái luồng này hồi bữa em có đi nhưng mà em sót cái lùm này nè mọi người. Nó sót một ổ trà bá nằm trong kìa. Tại vì này nay em vô lại là em thấy nó cứ bay qua cái hướng này nhiều. Ổ này phải chỉ rưỡi. Dữ ha. Bữa em đi nhưng mà bị sót tổ này nè. Ôi, tổ này hai xỉ cho nhau. Ui. Đó, cục mật nè. Ôi, ôi, đã chưa? Ong ở trên đất nông là nó khoảng chừng nửa tháng nữa cả nhà là nó mạch nó mới đỉnh như vậy nè. Còn bây giờ ở trên đó là còn phấn nhiều lắm. Ấy gãy bà cái kèo rồi. Nó gãy cái kèo rồi cả nhà ơi. Thank you.
ông nội nào gọi đây nữa. Tiếc ghê, nó gãy ba cái kèo rồi. Alo. À, ra quán đây, gần quán không? Quán nào? Quán nào? Quán nước mía. Quán nước mía thì xa lắm, ta đang ở ngoài gần ngã ba lớn mà. Chưa, ta chưa có ra xe, đâu có ông đâu, có ngủ à. Ờ vậy để mày mày cứ ra ngoài ngã ba lớn đi, ngã ba căn cứ sau lớn đó, ngồi chờ đi, kiếm cái quán nào đó rồi tao chạy từng đi ra xe rồi tao ra, chứ nãy giờ tao đuối luôn rồi. Cái thằng khứa đoàn này nó gọi hơn ghê cả nha. Em về rồi mà nó điện một cái là gặp lần hai ổ luôn nè. Nãy giờ đâu có gì đâu, có được mấy ổ chút chút à. Nó điện cái mình gặp hai ổ bự luôn. Sao mày không đẩy sơn phía ngoài làm tao leo đồi sáng giờ đư luôn. Cái ô kia nó gãy bà đó, cái kèo tiếc, nó không có đẹp. Kèo này nó mu vô một bên này nó hơi bự xíu. Nhưng không sao. Ôi chào ơi, nó nụ. Mập à. Đã quá cả nhà. Đóng vô cái thế nhỏ nhỏ nè. May mắn khúc cuối cả nhà ơi. Cái sáng giờ em đi đâu có cọp đâu. Con quỷ khứa kia nãy được ngổ cũng được gần 2 xị á cả nhà, nó bị xẹp luôn rồi, được thêm ổ tổ bốn. Cái kèo này là nó lên, nó đi lên đây nè đó, còn cái kèo nhỏ này cũng như nè, tổ này cũng 7-8 lạng, gần cả ký á cả nhà. có mấy ông nội ở trên TikTok á, bắt ô ong vậy nè, thôi không có bọc lại, ké thì một đống như này về cân lên được một cái mấy à, quái ghê phải chà. Ok nha mọi người, thôi bây giờ em dắt vô đây. Em bắt hai ổ ong bự đó cả nhà. Xong rồi em đi ra uống nước với hai anh em. Xong rồi em thấy còn sớm quá cả nhà. Xong rồi em quẹo vô cái đồi, em đi tiếp. Đi tiếp vô em thấy một ổ chầm bá nằm trên cây rồi mọi người. Tại vì cả nhà biết sao, sáng giờ em đi không gặp, mà tự nhiên tới gặp hai ổ bự này là em nghi nó kiểu nó linh á. Sau khi em gặp ổ bự đó xong, em nhìn qua đây ổ nữa nè. Trời ơi, ong nằm đây mà nè. Đi từ sáng giờ đư luôn cả nhà.
Rồi bây giờ lên lụm ổ này cái đã. Ổ này thì bự nè, cho bả lưới nằm trên luôn. Ôi thôi khói không tới đâu. Kiếm cái cây cái đã. Trời ơi, ông nằm tức quốc vậy mà đi tìm không ra cả nhà ơi. Nằm theo khu nha. Này chắc hai anh em kia không biết có nghĩ mình như thế nào không biết, thì tại vì là hai ông lên xe nói về cái là hai ông giọt về luôn chứ hai ông không có nói gì á. Cái em thấy sớm quá, vậy lại đi căn cứ xa quá cả nhà. Cố gắng kiếm tới tối á. Bây giờ vô thì gặp ông thì bắt chứ sao vậy? Mai tính tiếp. Kiểu như đang hơn đó cả nhà, đang hơn cái mà bây giờ cái vấn đề làm sao để lấy được cái ổ ong này xuống đây nè. Nó bự mà nó cứ lòng thòng như vậy là có khả năng là nó sẽ rớt gãy tùm lum hết á. Ổ ong này thì nó không có giữ nữa thì thôi chứ. Nó tốt chứ mày. Cái ngọn. Này mặt chảy tài le đúng rồi. Úi, trời ơi nó cắn cả bầy luôn cả nhà ơi. Bầy này là bầy em sót. Đi dở quá. Đi sót một bầy luôn không biết. Ong nó bay cỡ đó mà. Bữa đó kiếm ra được có mấy ổ à. Rồi. Được một ổ, rồi giờ thêm ổ kia nữa nè. Đó được thêm một tổ này bự này cả nhà. Tổ kia nó nằm kia kìa. Đó nó nằm đó đó. Tổ này thì khủng rồi. Quá vip. Kiểu như em đi ra nhưng mà không có cái linh tính nó làm sao cả nhà. Xong cái em quay lại. Vô tình là đi vô lụm được thêm một hai ổ nè. Này là định mệnh rồi. Ôi không có đưa bọc lên nè cả nhà ơi, bọc em bỏ dưới xe rồi. Rồi bây giờ để em bắt ổ đó luôn nha cả nhà. Khó lấy ghê ta. Lôi luôn.
Ôi giời, nó căng. Bỏ tàng lại cho nó coi. Căng mặt không à. Ôi, tổ này nó bị sao, nó bị hơi khô khô chân xíu này. Còn tổ kia thì ngon. Tổ này mặt và mặt luôn này. Rồi, được hai tổ ở đây nha mọi người. Bây giờ em đi xuống đắp cho giỏ. Tiếp tục đi thôi cả nhà. Em thấy ổ này nè mọi người. Ổ này nó bị ổ này nó bị cái nó đóng cái thế cái kèo bị gãy. Nên mật nó không được đẹp, nhưng mà to đó, cũng bự nhưng mà mật không được đẹp. Cái cục mật nó làm xấu quá. Đúng là của mình, là của mình cả nhà ơi. Em đi đất nông cả tuần rồi nhưng mà ong nó vẫn còn đây nè. Nó nằm đây chứ nó đâu có đi đâu đâu. Tổ này hình như là bị khô rồi. Nằm cái thế này thì chắc là không có miếng mật nào luôn nữa chứ. Mật ít. Trời ơi, ông này già cú đế rồi. Tổ này mà nó nằm cái thế đẹp đẹp là cũng được một xì nữa đó cả nhà. Nó nằm cái thế này thì chịu thôi. Cứ treo cái tàng ở đây cho nó. Coi còn tổ nào nữa không? Ở đây. Nằm dày mà đi ngang qua đi lại hoài mà không thấy ta. Ui, nó dữ lắm. Rồi, tiếp tục đi thôi cả nhà. Nó có ổ mà mọi người. Ui da, cắn đau quá. Oh, no.
nó ngu quá. Để em xuống rồi em quay tiếp nha. Đây nha, mực nè. Này nó trúng luôn cả nhà ơi. Trúng vô cái trúng cái luồng của nó. Tổ ong này là nó không có nùi như vậy đâu, nhưng mà nó mở ống nó châm vô nè. Tổ này thì hơn 1 xe lần lủng nè. Hơn ghê luôn cả nha. Nãy em ra em về rồi chứ sao tự nhiên khùng khùng nó điên chạy vô. Ngập được 3-4 ổ luôn. Có phấn nhưng mà phấn ít lắm cả nhà. Rồi dắt vô đi tiếp thôi cả nhà ơi. Đi ra xe. Ở đây gặp thêm ổ nữa cả nhà ơi. Đây là thành quả của em cả nhà ơi. Ngày hôm nay trúng luôn. Trúng cái luồng của nó. Mà luồng này là luồng lần trước em đi mà cũng sót luôn cả nhà. Lần trước em cũng có đi nhưng mà bị sót. Là em đi Đắk Nông về giờ. Của mình là của mình nè. Nó còn đây nè. Em vô lại gặp được 1, 2, 3, 4 ổ. 4 tổ dưới bên này, một tổ nó bị già khô này cả nhà. Đó là 5 ổ. Rồi em cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để xem video của em nha. Thì lỡ xem này cho em xin một like nha mọi người. Để em có thêm động lực để làm những cái video tiếp theo. Còn bây giờ thì em về cả nhà ơi. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà những clip sau của em nha.